Thưa quý vị, hướng đến xây dựng thành phố môi trường, thời gian qua Đà Nẵng đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho công tác bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, thành phố đã dành hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn ngân sách, đồng loạt triển khai các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Trái đất 22 tháng 4. Đây là dự án tuyến ống thu gom nước thải dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Tôn Thất Đạm đến cầu Phú Lộc với chiều dài 5,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 417 tỷ đồng, được khởi công vào đầu tháng 1 năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Theo đó, dự án xây dựng tuyến cống bao từ cửa xã đường Tôn Thất Đạm đến sông Phú Lộc với phương pháp thi công kết hợp đào mở và khoan kích ngầm kích thước từ D800 đến D1200, có chức năng thu gom nước thải của các cửa xã ra biển. Xây mới trạm bơm có công suất đáp ứng đến năm 2050, các tuyến cống hộp nối các cửa xã trong tuyến về cửa xã Lý Độ và sông Phú Lộc. Dự án chúng tôi là triển khai vào đúng cái dịp mà dịch Covid-19, thì trong đó là tại thành phố Đà Nẵng đã bị lockdown, là tạm dừng thi công theo cái chỉ đạo là đã hơn 2 tháng, và cái công tác huy động nhân sự ở các địa phương về để thi công công trình là khó khăn về cái giấy đi đường. Do đó sau khi mà được cái lệnh trở lại công trường thì chúng tôi là phải khắc phục bằng cách là tổ chức thi công 3K ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Thì hiện nay cái tiến độ của chúng tôi là cũng đã đạt được 80% của dự án rồi. Vâng, thì hiện nay còn lại một số cái hạng mục còn lại nữa thì chúng tôi cũng đang gấp rút để làm sao để đảm bảo được cái tiến độ đề ra của thành phố. Việc đầu tư tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành là hết sức cấp thiết trong bối cảnh mật độ dân cư, dân số trong khu vực gia tăng nhanh, cơ sở dịch vụ phát triển mạnh. Hiện liên danh nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến trong vài ngày tới, ngày 4 tháng 12, vị trí phục vụ khoan kích như thế này sẽ triển khai thảm nhựa, kịp thời hoàn trả mặt bằng để phục vụ giao thông đi lại của người dân. Trở lại sau dịch thì ở cái ban điều hành dự án cái đề ra mục tiêu là đạt được cái tiến độ. Vì vậy bên anh em công nhân ở đấy đó thường xuyên làm 3K để đạt cái tiến độ đề ra, để hoàn thành cái tiến độ của dự án. Cùng với dự án này, thành phố cũng đã triển khai tuyến cống thu gom nước thải đoạn từ cầu Phú Lộc đến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khép kín việc thu gom xử lý nước thải ven vịnh Đà Nẵng. Dọc tuyến biển Sơn Trà, Ngô Hành Sơn cũng có 3 dự án quy mô lớn đang triển khai, đó là dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, thu gom nước thải từ núi Sơn Trà đến đường Phạm Văn Đồng, dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Hồ Xuân Hương và dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn, đoạn đường từ Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam, tổng kinh phí đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Theo công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, dọc biển và vịnh Đà Nẵng có đến 46 cửa xã. Việc đầu tư các dự án sẽ giải quyết căn cơ bài toán xử lý nước thải ven biển vốn tồn tại từ nhiều năm nay. Đường Nguyễn Tất Thành thì khoảng 31 cửa xã, còn lại dọc biển Sơn Trà và Quân Sơn có 15 cửa xã. Lãnh đạo thành phố rất là quan tâm công tác về môi trường, đặc biệt về nước thải. Thì các dự án này nó rất có ý nghĩa rất là lớn trong cái là cải thiện môi trường cũng như là nâng cao ổn sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Đà Nẵng là cái ngành kinh tế là ngành mũi nhọn, ngành kinh tế du lịch, thì cái này thì rất có ý nghĩa trong cái phát triển du lịch cũng như là kinh tế biển. Nước thải là một trong những nguồn phát thải chính gây ô nhiễm môi trường các bãi biển của thành phố trong những năm qua. Do vậy, thành phố rất quan tâm đầu tư các công trình thu gom nước thải nhằm bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thi công hoàn thành các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển, thành phố Đà Nẵng cũng đang nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm tăng nguồn lực và dự án bảo vệ môi trường biển.